Quan niệm về chồng chúa vợ tôi đã quá xưa cũ, không còn hiển hiện trong cuộc sống hiện đại. Tại sao người chồng lại có những mối quan hệ bất chính bên ngoài xã hội, trong khi người vợ lại quần quật làm việc phục vụ chồng con như tôi tớ ở trong nhà? Thưa quý tòa, đối với trường hợp của ông Trần Văn Tuấn và bà Lê Thị Oanh, ông Tuấn lại còn thường xuyên say xỉn về đánh đập hạ nhục nhân phẩm của bà Oanh. Tôi cũng đã có giấy xác nhận của tổ dân phố, công an khu vực và kể cả giấy xác nhận của bệnh viện về thương tích của bà Oanh vào ngày 10 tháng 5 vừa qua. Xin tòa xem xét lại. Có lẽ cũng là sự sẽ lấp hết khoảng trống trong tình những người thiếu vắng vùng tay em. Có lẽ sau lúc sau này sẽ vẫn mong rằng đã từng có nhau từng tháng thời gian. Đến về chỉ cùng nỗi nhớ mong, chỉ cùng ký ức xưa những yêu thương lắng động. Dù mai này trên đường ta bước đi, có thấy bóng dáng nhau, xin hãy cứ xem như là kỷ niệm, xin hãy cứ bước đi, đi ngang qua nhau và lòng hãy đừng vẫn vững chìm. Xin hãy để những tháng ngày mong quanh nó sẽ đi, đừng cứ tên nhau như như lúc mới yêu. I don't want to forget, but I don't need you anymore. Hãy để những ký ức ấy trôi cùng tiếng mưa. I don't want to forget, but I don't love you anymore. Hãy để những dấu yêu xưa chìm trong bao nhiêu giấc mơ ấy. Xét thấy anh Trần Văn Tuấn có hành vi bạc đãi, chà đạp nhân phẩm của người vợ là bà Lê Thị Oanh. Tòa xét thấy vụ việc của gia đình anh Trần Văn Tuấn và cô Lê Thị Oanh không hàn gắn được. Nay, tòa quyết định tuyên án, được phép ly hôn. Phiên tòa hôm nay đến đây là chấm dứt. Dì cảm ơn em nha. I don't want to forget, but I don't need you anymore. Hãy để những ký ức ấy trôi cùng tiếng mưa. I don't want to forget, but I don't love you anymore. Hãy để những dấu yêu xưa chìm trong bao nhiêu giấc mơ ấy. Rồi cắt hay lắm. Hay lắm. Ok chưa anh? Tốt lắm. Hay rồi. Bây hôm nay mình chỉ quay nhiêu đó thôi. Dạ. Rồi hôm nay chúng ta nghỉ. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Mệt không? Hơi mệt chút xíu à. Nè, hát hay thiệt á. Uống miếng nước đi. Cảm ơn Dung. Em mệt chưa? Mình đi ăn nha. Ừ. Ê, Dung đi chung với tụi này luôn nha. Hả? Thôi Trang với lại anh Duy Tân đi đi. Mình lỡ hẹn với Bảo Minh đi ăn trưa rồi. Trời ơi, mệt hai chị em nhà này ghê nha. Gần 30 tuổi rồi mà suốt ngày cứ dính với nhau hoài à. Làm sao mà có người yêu được. Trời ơi, mình thì có gì đâu phải lo. Mình chỉ lo cho Bảo Minh thôi. Cho nên lúc nào phải kè kè thôi, nó nhắc nó nè. Ê, đồ bữa nay được không vậy? À, rất đẹp nè, rất ổn, rất là ok, ai cũng khen hết trơn á. Vậy thôi, hai người đi ăn đi, mình đi về. Ừ, thôi thì cứ đi chung đi mà. Ủa, hình như em có điện thoại nè. Ừ. Alo. À, dạ em nghe anh. Vậy hả? Dạ rồi, ok anh. À, em chạy qua đó liền. Dạ. Mình đi hả? Anh, chắc là hôm nay em không có đi ăn với anh được rồi. Tại vì em có đối tác rất là quan trọng mà hẹn gấp như vậy, em cũng không biết làm sao nữa. lại bị leo cây nữa rồi. Công tình đợi từ sáng giờ. Em biết, em biết là anh chờ lâu lắm, nhưng mà thiệt là em khó xử quá à. Bây giờ cũng không biết sao nữa, tại đối tác này quan trọng lắm. Anh hiểu mà, cứ đi đi, anh nói là nói vậy thôi. Công việc là quan trọng nhất, đi đi. Em biết là anh rất là độ lượng với em mà. Thôi bây giờ em đi nha, có gì tối mình về mình gặp nha. Ok. Mình đi nha Dung. Em đi nha. Ừ. Đây là số tiền cuối cùng em gom được. Anh ráng mà làm ăn nha. Số tiền này em ráng lấy của gia đình đó. Ba mẹ mà biết là từ em luôn đó. Cảm ơn em nha. Anh đã làm khổ em nhiều quá rồi. Nhưng mà em tin anh đi, anh nhất định sẽ thành công. Sau này anh cũng lo cho em đúng không? Ôi, trễ giờ rồi, em đi đây. Hồi nãy em xin nhà đi có chút xíu ha. Em về hả? Dạ. Em chạy xe cẩn thận nha. Dạ. Công nhận tiền dễ vậy. Em yêu. Anh nhớ em quá à. Em cũng nhớ anh quá. À, đây số tiền này anh mới vừa lấy được đó. Trời ơi, cưng anh quá à. Anh ơi, cô ta khờ quá à. Anh có thấy tội nghiệp cô ta không? Khờ hả? Mà thôi kệ em ơi. Cái thứ con gái mà mê trai vậy á, mình cho cô ta đi luôn đi. Đáng thương, mình dễ yêu như em á. Em thấy thương. Số tiền này mình sẽ đi chơi nha. Dạ. Anh Anh, anh giải thích cho tôi nghe chuyện này đi. Anh định tính tiền cà phê đi về, nhưng mà vô tình anh gặp được một người em họ của anh, cho nên anh ngồi lại uống cà phê. Tôi đã nghe hết rồi. Anh là thằng khốn nạn. À, thì ra cô định lên đây lấy cái bóp này đúng không? Nhưng mà tôi nghĩ cái bóp này chắc không còn nữa đâu. Hồi nãy giờ em cũng nghe cái chuyện hết rồi đó. Bây giờ em đi được chưa? Tôi hy sinh biết bao nhiêu thứ gì anh. Tôi bỏ qua tất cả để yêu anh. Nhưng mà anh đối xử với tôi như vậy hả? Anh trả tiền lại cho tôi đi. Tôi nói chuyện mắc cười quá à. Lúc cô yêu tôi á, cô cho tiền tôi thì tôi xài thôi. Bây giờ cô đến đây cô đòi tiền. Tiền gì? Tôi không biết. Tiền đây nè. Tôi mới gì anh được tiền đó. Tiền mới vừa đưa hả? Anh, em không biết đâu. Tiền này anh hướng cho em rồi mà. Em yên tâm đi cưng, anh cho em mà. Cô đưa tôi hồi nào? Ở đây có ai làm chứng? Hả? Đi em. Anh à, anh trả tiền lại cho tôi đi. Tiền này tôi lấy của gia đình đó. Anh đã bỏ tôi rồi, đã còn để cho tôi không được quay về nhà nữa chứ. Cô đi hả? Ai lấy tiền của cô? Đi em. Anh Nam, trả tiền lại cho tôi đi mà. Tiền hả? Ai làm chứng tôi lấy tiền của cô? Anh, tôi làm chứng. Tôi làm chứng cô gái này có đưa tiền cho anh. Tôi ở bàn đối diện và tôi làm chứng điều này. Cô lại à? Hay là hai người định bày ra chuyện định hại tôi đúng không? Thôi được, coi như anh không lấy tiền của cô gái này. Vậy thì những bức hình ở trong điện thoại của tôi sẽ là bằng chứng đưa anh ra tòa vì tội xúc phạm và cố ý gây thương tích cho người khác đó. Nhưng mà tôi tát một cái à, làm dữ vậy. Nhưng mà cô là ai? Cô có quyền gì xem cuộc chuyện của tôi? Tôi là luật sư nên tôi biết rõ luật như thế nào. tội xúc phạm nhân phẩm của người khác và cố ý gây thương tích sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 1 năm đó. Nhưng mà hai người là gì của nhau? Chỉ là người dân thôi. Nhưng tôi ghét nhất là loại đàn ông sở khanh. Bây giờ anh chọn đi. Một là trả lại tiền cho cô gái này, hai là tôi sẽ đưa vụ việc ra tòa. Anh chọn đi. Hay là mình trả tiền cho cô ta đi nha. Thôi mệt quá, có mấy đồng bạc lẻ thôi mà làm quá. Tôi không cần nữa. Hiếm gì người cô phụng việc chu cấp cho tôi. Em đâu vậy? Tiểu cô nè. Em lại đi. Em cảm ơn chị. Chị ơi, em có thể thưa hắn ra tòa được không? Thưa cái gì mà thưa? Yêu đương mù quáng thì ráng mà chịu. Kiện tụng cái gì nữa? Chỉ có một cái tát, có ra tòa cũng chỉ đến nước hòa giải thôi. Alo, tôi nghe nè. Ông ở đâu vậy? Ông có biết là tôi chờ ông lâu lắm rồi không? Thôi mệt, bây giờ không có chờ gì nữa hết á. Ông có chuyện quan trọng gì á thì thấy kệ ông. Thời gian á là vàng bạc của tôi đó. Đàn ông là vậy đó, lúc nào cũng giả dối, không bao giờ giữ đúng lời hứa cả. Đừng bao giờ mà đâm đầu vào yêu nữa. Bảo Minh! Bảo Minh! Em làm cái gì mà lề mề quá à? Em đang bận lên mẫu thiết kế cho một công ty du lịch. Ủa? Mà hôm nay chị hai có chuyện gì vui? Sao lại hẹn em ra nhà hàng vậy? Ủa? Em quên rồi hả? Bữa nay là mình hẹn với cô bé Trà My để ăn cơm rồi đi coi phim với hai chị em mình mà. Cái gì? Sao chị hai không có hỏi ý kiến em gì hết vậy? Ủa? Hôm trước chị có nói với em rồi mà. Em đồng ý chứ còn gì. Nhưng hôm trước chị nói là hôm nào, chứ đâu có nói chính xác là hôm nay. Thì lỡ mà chị nói hôm nay chắc gì em đã đồng ý đúng không? Chị hai không có tôn trọng em gì hết. Em lớn rồi mà. Thôi mà, chị xin lỗi đi. Chị cũng biết là em trai chị lớn, cho nên là chị cũng muốn lo lắng cho chuyện tương lai của em chứ bộ à. Ha. Nhưng đó là quyền tự do cá nhân, chị hai đâu có thể ép buộc được. Chị hai, cứ để cho em tự nhiên đi. Thì thôi mà, cho chị xin lỗi đi. Nè, cô bé Trà My thì dễ thương lắm. Em thử gặp một lần đi, em thích liền à. Còn lỡ như mà em không thích thì thôi. Chị hứa, chị không có ép đâu. Nhưng mà bây giờ em đang rất bận lắm, em còn phải làm. Thôi mà. Ê, hình như là Trang Anh kìa. Ủa? Đúng là chị Trang Anh rồi. Hồi nãy nó nói với chị là nó đi gặp đối tác mà. Sao mà thân thiết quá vậy, còn nắm tay nữa kìa. Nè, em có thấy lạ không? Đúng là lạ thiệt đó. Em thấy lạ đúng không? Lạ lắm, rất là lạ. Cái mẫu thiết kế mà chị mặc á là do em thiết kế đó. Rất là đẹp. Chuyện đẹp phải nói với công ty biết mới được. Trời ơi, chị không có nói cái chuyện đó. Ý của chị là sao tự nhiên nó lại thân thiết với một người đàn ông lạ như vậy? Đúng là lạ thiệt đó. Nhưng mà chị Trang Anh là người nổi tiếng, có nhiều fan hâm mộ thì cũng phải thôi. Nhưng mà còn anh Duy Tân thì cũng chỉ là người yêu thôi mà, có gì đâu mà ràng buộc. Chị cũng phải có quyền tự do cá nhân, tìm hiểu người khác nữa chứ. Minh, sao mà em suy nghĩ kỳ cục quá vậy? Ba mẹ mà nghe em nói câu này là ba mẹ xỉu liền luôn á. Thôi, được rồi. Mà chị hai nè, cái cô bé Trà My gì đó mới lần đầu hẹn mà đã tới trễ rồi. Em thấy vậy không có được đâu nha. Chị nghĩ chắc là cô bé bận gì đó. Thì cũng giống như em cũng đi trễ vậy. Thôi đi, để chuyện này mình nói sau nha. Để chị qua chị hỏi chuyện Trang Anh thử coi. Tình cờ quá. Dạ em chào anh. Ủa, chào em. Dung, không nhớ anh Trang lại đây nữa hả? À, giới thiệu với Dung, đây là Anthony, sẽ là người tài trợ chính cho live show của Trang Anh đó. Chào Dung. Dạ em chào Dung. Được làm quen với em. Dạ. À Trang Anh nè, Dung có chuyện quan trọng muốn nói với Trang Anh. Trang Anh ra đây chút xíu nha. Anh chờ em chút nha. Em xin phép. Nè, người đàn ông đó là ai vậy? Hồi nãy nói rồi, người tài trợ chính mà. Cái gì? Nhà tài trợ? Có cần phải thân mật như vậy không? Rõ ràng nãy Dung thấy hả? Còn nắm tay nữa kìa. Cần chứ, vừa tốt cho công việc mà vừa làm cho Trang Anh vui lòng nữa. Nhỏ này, hồi nãy anh Duy Tân, anh nhìn thấy rồi sao? Thì Trang Anh cũng đâu có bỏ ảnh đâu. Ảnh yêu Trang Anh thì cứ yêu thôi, Trang Anh đâu có ép. Sao mà Trang Anh suy nghĩ kỳ quá vậy? Trong tình yêu là phải biết tôn trọng lẫn nhau biết không? Thôi đi cô ơi, quan điểm của hai đứa mình nó khác nhau xa lắm. Đừng có áp đặt quan điểm của bản thân mình vào người khác như vậy chứ. Ok. Còn bây giờ á, Dung chỉ cần biết là tình bạn của hai chúng ta là duy nhất. Như vậy là đủ rồi. Dung hiểu. Nhưng mà Dung chỉ sợ là Trang Anh đánh mất anh Duy Tân rồi làm sao? Ảnh là người tốt, ảnh yêu Trang Anh thật lòng, không có dễ nào kém đâu. Mai mốt Trang Anh sẽ hối hận đó. Lo xa quá đi cô à. Yên tâm đi, nếu như mà anh Duy Tân muốn bỏ Trang Anh thì đã bỏ từ lâu rồi. Với lại ngay từ đầu quan điểm của Trang Anh là ai yêu Trang Anh thì cứ yêu, muốn bỏ thì cứ bỏ. Còn Trang Anh đó hả, yêu hết và không bỏ ai cả. Đơn giản mà. Dùng thấy cách sống của Trang Anh không có tốt chút nào hết. Biết rồi, dở tệ luôn, được chưa? Thôi bây giờ Trang Anh phải quay trở lại với Anthony đây. Gặp lại Dung sau nha. Nhắn với lại nhà thiết kế trẻ giùm Trang Anh á, là chuẩn bị lên mẫu mới cho live show của Trang Anh đi nha. Còn nhiều việc phải làm lắm đó. Bye bye. À. Sao rồi chị hai? Chị Trang Anh có ngộ ra được chân lý nào của chị hai chưa? Thôi nha, em đừng có chọc chị đó. Rồi tới một lúc nào đó em cũng nhận ra mấy cái lời chị nói là đúng hết à. Bảo Minh. Dạ, em chào chị Bảo Dung. Chào em. Dạ, chị đợi em có lâu không? Không. Sao bữa nay em xin lỗi. Tại vì em bận trang điểm nên đến trễ ạ. Không phải, ý chị nói là sao bữa nay nhìn em lạ quá vậy? Lạ? Lạ là đẹp. Là đẹp phải không chị? À, anh Minh. Hả? Là anh Minh. À, là anh phải không chị? Em chào anh. Không, anh không phải là Bảo Minh. Anh Bảo Minh nó bị đụng xe đột xuất. À không phải, nó bị kẹt xe đột xuất. Anh là bạn trai của chị Bảo Dung. Hả? Không biết là Bảo Minh nó như thế nào rồi. Anh lo quá. Thôi mình đi về coi nó sao đi chị. Hả? Quên. Đi em. Chị xin lỗi nha. Sĩ Lam. Ông ở đâu vậy? Sĩ Lam, người đi đâu mà thấy xe không vậy nè? Ủa Trời ơi, sao không nằm đây? Thì nằm đợi bà chứ đâu. Đợi lâu chưa? Không có lâu lắm, chừng mấy tiếng à. Cái gì mấy tiếng? Nếu mà có đợi tôi á thì cũng ráng mà chịu, đừng có trách tôi. Ai biểu sáng nay không để cho tôi đợi dài cổ ra làm gì, uổng phí mất nguyên buổi sáng của tôi. Biết rồi, xin lỗi. Chính vì vậy á, tôi mới tới đây gặp bà nè. Có chuyện gì? Vô thẳng vấn đề đi. Tự nhiên một hai á hả, bắt tôi phải ra đây làm gì? Bà không nhớ hôm nay ngày gì hả? Ngày gì là ngày gì? Không nhớ thiệt à? Nè, bộ cái mặt tôi giống giỡn lắm hả? Ngày gì nói đại ra đi. Trong cuộc đời tôi á, tôi chỉ nhớ có 2 ngày thôi. Thứ nhất á, là thứ hai đầu tuần. Thứ hai là ngày chủ nhật cuối tuần. Hết. Ngày nào nói đại đi. Sinh nhật tôi đó. Ủa? Sinh nhật ông hả? Ừ. Quên mất tiêu luôn à. Đừng giận nha. Ông có biết tính tôi rồi. Trời ơi, đó giờ tôi đâu có bao giờ nhớ cái vụ lùm xùm này đâu. Sinh nhật tôi còn quên nữa đó. Đừng giận nha. Ồ, Sĩ Lâm, ông sao vậy? Bộ ông giận tôi tới nhức đầu luôn á hả? Hả? Không phải, tôi đâu có nhỏ mọn gì đâu. Thì tại bà ép tôi mới nói thôi chứ bộ. Tôi chỉ muốn mời bà đi ăn bữa thân mật thôi. Đồ ngốc. Ông mà không nói á là sẽ không có quà đâu nghe chưa bạn. Ai mà cần quà chứ, cần quà thì nói cho bà biết làm chi. Hay quá ha. Thôi mệt. Bây giờ á sinh nhật ông phải đãi tôi đi ăn đi chứ, đói bụng quá rồi nè. Tôi cũng vậy nè, lên xe đi. Ừ. À, chúc mừng sinh nhật Sĩ Lam. Cảm ơn cô Xuân. Ông ơi. Hả? Ngừng tay lại. Ăn miếng trái cây nè. Ê, sao bà không ăn đi? Ông ăn trước đi tôi mới ăn được chứ. Bà ăn đi cho đẹp da. Ông mắc cười quá. Hả? Da gì mà đẹp, đồ mồi nổi đầy nè. Đồ mồi gì em vẫn đẹp mà. Tôi ghét rồi. Còn câu đâu khác không? Câu đó nói hoài từ hồi mới cưới tới giờ rồi. À, thì em đẹp nhất đêm nay. Quỷ à. Ủa sao tụi nó đi mà tới giờ này không về không ha? Tôi nghĩ chắc ổn rồi đó. Không chừng thằng Minh nó chịu à. Coi có mặt kìa. Coi mặt thèm cháu nội kìa. Ê mặt coi cái mặt thèm dâu kìa. Coi cái mặt thèm dâu. Nó ghét rồi. Ê tụi nó về tới kìa. Ông ơi. Dạ thưa ba mẹ con mới về. Ba mẹ mới về. Ủa mà sao tụi con đi vậy mà trễ dữ vậy? Không về nhà ăn cơm với ba mẹ. Con nè, buổi trưa nay con đi chơi ở đâu vui lắm phải không? Ồ, thì ra ba mẹ cũng biết chuyện này. Vậy có nghĩa là cả nhà hợp tác với nhau để gài bẫy con có đúng không? Đâu bà đâu có biết gì đâu. Ở nhà không có ai biết hết, ba mẹ không biết gì hết trơn. Đâu biết gì đâu. Không ai biết hết á. Con nghĩ là con bé đó không được hả con? Mẹ, nói vậy là lộ hết rồi mẹ ơi. Sao mọi người lại giấu con chuyện này? Con biết là con đã gặp một cô gái kinh khủng đến cỡ nào không? Nhắc tới bây giờ con nổi da gà đây nè. Mà mốt chuyện của con, mọi người đừng có can thiệp vào nữa. Chỉ là mọi chuyện tệ hại thêm thôi. Con, trời đất ơi. Con, sao tự nhiên nó nổi điên lên dữ vậy? Nè, một con bé đó ghê lắm hả? Con thấy con bé đó nó cũng không tới nổi. Có điều nó mặc đồ giống như là búp bê bị hư vậy đó ba mẹ. Trời đất ơi. Ủa, nhưng mà hôm bữa con đưa cho ba coi hình nó trên mạng. Bà thấy cũng được lắm mà sao tự nhiên nay những gì búp bê bị hư là sao? Thì đúng rồi, bữa bà khen quá chừng luôn à. Nhưng mà bữa đó ông coi đó, ông có mang mắt kiếm không? Ôi không nhớ nữa. Bữa lúc nhớ thì đeo mắt kiến, rồi lúc mà không nhớ thì không đeo mắt kiến, rồi không nhớ nữa. Trời ơi, ba ơi là ba ơi, con đã không rành rồi, con tin vô con mắt thẩm mỹ của ba. Ba hại con rồi đó. Ủa vậy hả con? Rồi vậy thôi, ba tưới cây. Ai ghét không? Ba này. Mẹ, con vô trỏng coi nó làm sao đi. Thôi, tôi vô cùng nhau, đi. Cái ông này thiệt là tự nhiên sinh nhật ổng đi tặng quà cho mình, rảnh ghê vậy. Mẹ, mẹ sao vậy mẹ? Con về rồi đó hả? Mẹ không sao. Hồi nãy mẹ quét nhà cái bụi quá nó bay vô mắt mẹ, không sao hết đó con. Con ăn gì chưa mẹ? Đi làm cái gì cho con ăn nha. Con ăn rồi. Mẹ đưa đi cho con coi. Không có cái gì đâu con ơi. Mẹ à, mẹ đưa đi cho con coi. Chuyện làm ăn thôi mà con. Thiệt là hết nói nổi mà. Thôi con ơi, thôi. Bật máy đi. Làm gì có chua mà không bật máy không biết nữa. Thôi mà. Ba về tới nhà rồi. Có gì đâu phải gọi điện thoại. Có chuyện gì không? À, cũng không có gì đâu ba. Tại vì con giặt lộn đồ của ba, cho nên con đem xuống trả cho ba. Ba, cái áo này nè, con giặt hoài mà nó không có sạch. Nè ba. Chuyện nhỏ thôi, có gì đâu mà quan trọng. Để mẹ con giặt là được rồi. Nè ba, bà coi giặt kỹ giùm tôi đi. Nếu mà nó không ra đó, bỏ đi, mua áo mới. Bây giờ đó, bà dọn cơm cho tôi ăn. Đói bụng lắm rồi. Dạ. Thôi, con đi lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi đi. Mẹ còn dọn cơm cho ba con ăn nữa. Mẹ, sao mẹ có thể? Thôi mà, mẹ xin con mà. Mẹ. Anh nghe đây. Alo, anh yêu hả? Anh ơi, tối nay em lại lỡ hẹn với anh nữa rồi. Không sao, anh đoán là em cũng bận việc rồi. Tại vì đó, em phải đi gặp đối tác rất là quan trọng. Em phải tiếp người ta, cho nên là không có đi gặp anh được. Anh hiểu mà. Anh có trách gì em đâu. Mà sao nghe giọng em thiều thào vậy? Em mệt hả? Em mệt lắm. Hồi nãy em uống nhiều quá à. Anh, em mệt lắm. Anh có qua đây với em được không? Có qua được không? Hả? Cẩn thận, đừng đi lại lung tung nha. Anh sẽ qua nhà em bây giờ đó. Ok anh yêu, I love you. Mẹ Alo, mẹ yêu hả? Con gọi điện thoại cho mẹ giờ này có phiền mẹ không vậy? Con gái yêu, con nhớ mẹ phải không? Mẹ giờ đi nhảy đầm với bác Tân mới về, cũng chưa có ngủ đâu con. Bác Tân... Bác Tân là ai? Là bạn mới của mẹ. Mẹ quen được ở bên Đức đó con. À, bác ấy nha, vui tính lắm. Thôi vậy nha con gái. Bây giờ mẹ phải đi ăn với bác nè. Con giữ gìn sức khỏe nha. Mẹ sẽ sắp xếp về thăm con. Cai con. Dạ, mẹ đi chơi vui vẻ nha. Mẹ cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Đi chơi đừng có về. Alo. Alo mẹ. Mẹ. Mẹ trời, bỏ con gái. Gì mà khó mở quá vậy? Anh tới rồi hả? Em lại uống rượu nữa rồi. Anh cứ mua đồ ăn cho em nè. Giỏi ghê nha. Thấy không? Thấy chưa? Cậu cưng của tôi thấy chưa? Thấy sao không thấy? Mấy chục năm rồi, lúc nào ông không nấu làm gì không thấy. Đây nè, một hơi nữa đó. Cái tô này của cục cưng là ấy, chắc chắn là có cái này nè. Cái gì vậy? Con tim. Và con tim đã vui trở lại. Trời ơi, thì ghê. Tim gà mà ông nói là tim ong ông tặng tôi hả? Trời ơi, nguyên một con gà, chỉ có một cái trái tim thôi, thì dành tặng cho tình yêu của tôi, đúng không? Bởi vậy vợ chồng hiểu ý nhau ghê. Đây nè. Cái gì? Đây, hiểu ý ông quá cho nên đây nè, tặng ông cái phao câu. Trời ơi, phao câu. Đúng ý ha. Mà bà đi mua cái gì đâu mà gần 20 cái phao câu trong này nè. Thì vậy mới gọi là tình yêu. Nước lèo toàn là mùi phao câu không à. Vậy nó mới thơm. Thơm mùi tình yêu. Thôi bỏ vô đây, để cho nó diễn nhiều. Đây, nấu cho hai đứa nhỏ nó ăn luôn. Riết rồi bà coi tôi không ra gì hết á. Sao kỳ vậy? Chỉ có việc làm thức ăn sáng để cho chồng ăn rồi đi làm. Vậy mà làm cũng không xong nữa. Bà muốn tôi chết đói hả? Tôi đi làm tôi ơi. Dạ, tôi xin lỗi. Hôm nay tôi làm không có kịp. Ông ăn đỡ bánh mì ốp la được không ông? Bà nghĩ sao bà cho tôi ăn ba cái đồ khô khốc này? Hả? Làm sao ăn? Bà làm cái gì vậy? Mẹ, mẹ có sao không? Ba, mẹ xuống quá trời nè. Ba không biết hay sao mà ba còn hành hạ mẹ như vậy nữa. Thôi. Sao bà ngu dữ vậy? Bà bệnh đi, bà nói bà bệnh đi. Ai nỗi nào nặng lời với bà. Đây bây giờ nó không hiểu nè. Nó chửi cha nó là không biết điều, bà nghe chưa? Bà đừng có quá đáng như vậy. Bà còn hành hạ mẹ như vậy nữa, con sẽ không nhịn nữa đâu. Thôi con, thôi. Cái gì? Bà biết luật rồi đó. Luật bảo vệ phụ nữ rất chặt chẽ. Nếu bà còn cư xử như vậy sẽ bị quy vào tội bạo hành đó. Thôi. Hay quá ha. Nuôi cho mày lớn rồi cho mày ăn học thành tài. Bây giờ mày áp dụng ba cái luật liếc gì đó. Bây giờ mày dạy đời tao hả? Giờ mày không nhịn tao, mày làm gì tao? Mày tính làm gì tao? Thôi ông ơi. Tính tao hả? Ông ơi, ông tôi xin ông. Con nó còn nhỏ dại mà ông. Nhỏ dại hả? Bà thấy nó muốn đánh lại tôi không? Bà dạy con hay quá. Con hư là tại mẹ đó. Mày đấy đi. Mày nhìn đi, đồ khô khốc như vậy làm sao ta? Bà thôi đi. Tụi bay thấy không, tao đi làm rồi tao nuôi ai ở trong nhà này, bây giờ lớn khôn hết rồi, thành tài hết rồi, bây giờ hùa nhau làm loạn phải không? Đến đây. Anh hai, lấy xe đưa mẹ đi bệnh viện. Thôi thôi, thôi khỏi, mẹ không có bệnh gì đâu, chỉ cảm sơ sơ thôi à. Để mẹ nghỉ một chút xíu là mẹ khỏe liền. Còn bao nhiêu chuyện nhà phải làm nữa. Mẹ à, thì mẹ cứ đi đi cho con yên tâm. Mấy cái công việc này nè, làm quanh năm suốt tháng, làm cũng được mà không làm cũng được, cứ để đó đi. Thôi 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 mẹ à. Bọn hoài. Nghe giùm coi. Gì nữa đây? Con nhỏ này mới quen con tuần, làm gì không biết, bám mình riết, bộ dễ sợ. Đi mà. Alo. Ủa, phải số của anh Khang không? Sao là cái tiếng con gái bắt máy vậy? Cô là gì của anh Khang? Tôi là vợ của anh Khang, chị đừng có gọi là phiền ảnh nữa. Không hiểu nổi phụ nữ, làm gì cứ phải khổ gì đàn ông không biết nữa. Rồi, ông ăn đi. Đây, lạc rau cho người ấy nha. Biết mà. Phải coi lao. Ăn luôn. Hôm nay ăn miếng gà hả ba? Ăn thì ngon quá. Tao nấu á, tao nấu. Con phải ăn, để lát nữa con gặp chị Trang Anh để lên mấy cái mẫu thiết kế cho show diễn sắp tới của chị. Nên bây giờ con có đi trễ được. Ăn đi con. Xuống rồi kìa. Ôi, ngon quá mẹ ơi. Mẹ, mẹ nấu món gì mình hơn quá vậy? Từ trên phòng là con nghe mùi rồi đó. Miếng gà bà nấu chứ không phải mẹ đâu. Tôi nấu á. Trời ơi, hôm nay ba giỏi quá à. Ăn đi, ăn đi. Nè bà, nói nghe, thằng này nè, nó càng ngày càng lớn, nó đẹp trai giống tôi ha, thấy không? Hai cha con y chang nhau, đẹp trai ghê không? Đỏ, thấy không? Trời ơi, đẹp trai mà ế thì đẹp trai làm gì? Thấy chưa? Thấy chưa? Ba với mẹ không biết đâu, nó không phải là ế, mà là do nó kén cá chọn canh quá đó. Trời ơi, mấy đứa nhỏ giờ nó không có như mình hồi đó ha. Tôi với bà hồi đó thương nhau, anh với em hồi đó thương nhau từ lúc còn tuổi học trò, đúng không? Đúng rồi, tình đầu cương là tình cuối. Vẫy tay chào nhau. Không, không có chịu đâu. Cái gì tự nhiên phải vẫy tay chào nhau. Em với anh nó yêu nhau là cưới nhau chứ bộ, đâu có chia tay đâu mà vẫy tay chào nhau. Xin lỗi. Quên nữa, ba mẹ đừng có nói chuyện của con. Ba mẹ lo cho chị hai đi kìa. Chị hai lớn hơn con, lại là phụ nữ nữa, chị còn chưa lo ế, con sợ gì chứ? Đúng rồi, phải lo cho chị trước rồi mới lo cho em chứ, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Con nè, nghe chưa? Tuổi cũng lớn bộn rồi, thấy coi tìm đi không? Coi ông đó, nó đánh trong lãng mà ông cũng cứ nói theo nó ngọt sớt vậy đó. Mắc lừa rồi phải không? Thôi mà, thì đâu phải là tại con muốn đâu, con cũng muốn lắm chứ, nhưng mà duyên số của mình sao mà tính trước được hả ba mẹ? Đâu phải ai cũng may mắn như ba mẹ đâu, đúng không? Nói đúng quá đi hả? Đúng rồi. Anh với em là duyên trời định với bộ à. Nè, gắp cho miếng thịt nè. Mặt ăn đi mặt. Đi rồi ăn. Làm gì sớm vậy? Tối qua có biết làm sai lắm không? Mày mốt hổ được vậy đó nghe chưa? Lỡ không có anh bên cạnh thì sao? Em biết rồi. Em xin lỗi cục cưng của em nha. Em cảm thấy mình thật là may mắn khi mà có anh ở bên cạnh đó. Lúc nào anh cũng muốn được bên cạnh em hết. Anh không có an tâm để em ở một mình. Anh sợ em. Không phải là anh sợ em ở bên người khác đâu. Ý anh là để em một mình, anh sợ em không an toàn. Trang Anh à, mình quen nhau được bao lâu rồi? Chắc cũng cỡ nửa thập niên rồi đó. 6 năm. Không phải là quá dài, nhưng có đủ để cho em hiểu về Tân Ninh không? Tại sao anh lại hỏi như vậy chứ? Mình cưới đi. Em chưa sẵn sàng đâu. Em quên nữa, hôm nay em có cuộc hẹn với nhà thiết kế cho show diễn sắp tới của em. Bây giờ em trễ giờ rồi, em phải chuẩn bị đi đây.